Bốn phương thức giúp con người có thể trở nên bất tử vào năm 2600. Alexei Turchin là một học giả người Nga, người đã cống hiến cả đời mình cho việc theo đuổi sự bất tử sau khi chứng kiến cái chết của một người bạn thời thơ ấu khi ông mới 11 tuổi. Ông đã xuất bản một số cuốn sách về chủ đề này và gần đây phát hành một bài báo có tiêu đề Phân loại các phương pháp tiếp cận công nghệ phục sinh cho nền tảng khoa học kéo dài sự sống ở Moscow, được viết cùng học giả đồng nghiệp Maxim Chenyakov. Bài báo chứa đựng một thứ gọi là lộ trình bất tử, kể chi tiết về bốn con đường khác nhau dẫn đến cuộc sống vô định để độc giả có thể chọn cuộc phiêu lưu của riêng mình. Nếu một kế hoạch kéo dài tuổi thọ không thành công, sẽ có ba kế hoạch khác dự phòng. Cái chết dường như là một sự kiện vĩnh hằng, nhưng không có bằng chứng thực tế nào chứng minh rằng sự kiện này không thể đảo ngược, các tác giả viết. Tại đây, chúng tôi liệt kê tất cả các cách đã biết để làm người chết sống lại mà không mâu thuẫn với những hiểu biết khoa học hiện tại về thế giới. Mặc dù hiện tại chưa có phương pháp nào thành công, nhưng nhiều cách được liệt kê ở đây có thể trở nên khả thi với sự phát triển công nghệ trong tương lai. Kế hoạch A chỉ đơn giản là tồn tại cho đến khi công nghệ trở nên đủ tiên tiến để kéo dài tuổi thọ. Trong khi đó, con người muốn sống mãi mãi phải ngăn chặn cái chết bằng cách thay thế các bộ phận cơ thể bằng các cơ quan được chế tạo bởi công nghệ sinh học hoặc sống trong một cơ thể công nghệ nano. Vì các phương pháp này hầu như không khả dụng, Turchin đã đề xuất kế hoạch B, cryonics hay còn gọi là đông lạnh cơ thể, cho đến khi một giải pháp khác được phát triển. Kế hoạch C được gọi là sự bất tử kỹ thuật số, liên quan đến việc bảo tồn dữ liệu về một người cụ thể để họ có thể được AI tái tạo trong tương lai. Nó còn được gọi với cái tên tải tâm trí gián tiếp. Loạt phim viễn tưởng Black Mirror đã miêu tả những mặt trái của loại công nghệ này trong tập phim Be Right Back, trong đó một người phụ nữ tái tạo người chồng đã chết của mình trong cơ thể một người máy dựa trên lịch sử mạng xã hội của anh ta. Turchin đã cam kết đảm bảo lưu giữ thông tin lịch sử của mình. Ông ấy đang ghi lại từng phút chi tiết về cuộc sống bản thân. Ông hy vọng rằng một ngày nào đó, một AI siêu thông minh sẽ có thể lấy tất cả thông tin này và tạo ra một phiên bản kỹ thuật số của chính mình. Người được số hóa này thậm chí có thể được tải ý thức xuống cơ thể vật chủ, được nhân bản từ chính cơ thể của họ khi còn sống. Israel 365 News đưa tin. Kế hoạch D rất đơn giản. Có niềm tin vào khả năng bất tử, dù bằng cách lượng tử hay thông qua trí tuệ nhân tạo. Turchin khuyên bạn nên áp dụng tất cả bốn cách tiếp cận để có cơ hội sống mãi mãi, tuy nhiên bạn có thể sẽ phải đợi lâu. Ông nói với Russell Beyond, sự phát triển của AI đang diễn ra khá nhanh, nhưng chúng ta vẫn còn rất xa mới có thể tải con người vào máy tính. Nếu chúng ta muốn làm điều đó với xác suất thành công cao, thì thời điểm phù hợp có lẽ là năm 2600. Ngoài ra, trong bài báo cũng có sự xuất hiện của một công nghệ khác, có thể giúp mơ ước về một cuộc sống vĩnh cửu của ông được thực hiện hóa, du hành thời gian giúp người chết sống lại. Có một để trường sinh bất tử, đó chính là kết hợp những trí tuệ siêu việt trong tương lai trên quy mô thiên hà, từ đó sử dụng mô phỏng để hồi sinh tất cả những người hiểu biết về các quy luật vật lý mới, bao gồm du hành thời gian hoặc lấy thông tin từ quá khứ, bài báo viết. Một cỗ máy du hành thời gian sẽ đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ mà các nhà nghiên cứu cho rằng có thể được cung cấp bởi một quả cầu Dyson. Cỗ máy thời gian sẽ yêu cầu nguồn năng lượng tương đương với một ngôi sao. Họ cho biết một quả cầu Dyson xung quanh mặt trời sẽ tạo ra khoảng 400 tỷ watt mỗi giây. Điều này dẫn đến khả năng trường sinh bất tử hoặc đảo ngược cái chết là hoàn toàn khả thi. Họ viết, có nhiều cách tiếp cận đối với công nghệ phục sinh và với tốc độ phát triển khoa học như hiện nay, điều này sẽ không còn là bất khả thi nữa. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.